Chúng ta hòa ly đi, cô nói với Tiêu Trạm người đang mặc bộ hỷ phục. Cô giúp hắn ta từ một hoàng tử suy tàn từng bước một ngồi lên vị trí thái tử. Nhưng hắn ta lại vào lúc sinh mệnh của cô ngàn cân treo sợi tóc, lại âm thầm cưới về trưởng tỷ của cô làm thái tử phi, chỉ vì hắn ta cảm thấy cô là con gái vợ lẽ xuất thân thấp kém, vì thế biến cô thành vợ lẽ của hắn. Nửa tháng nay, đây lần đầu tiên hắn bước vào phòng của cô, trên người vẫn còn đang mặc hỷ phục, chắc là trưởng tỷ đã đặc biệt thay hắn mặc lên, để cô biết cô ta luôn hơn cô một bậc. Cô dốc hết tâm can cũng giữ không được, đối với cô ta thì dễ dàng trong tầm tay, nhưng cô ta sai rồi, cô là người thích sạch sẽ, bất cứ thứ gì cô ta cướp đi dùng qua, cô đều không bao giờ nhặt lại. Vẫn chưa chúc mừng đại hôn của điện hạ nhỉ, cô nói với vẻ mặt thờ ơ. Vẻ mặt Tiêu Trạm cứng đờ. A Ninh, ta không phải có ý định giấu muội, ta cưới cô ấy chỉ là tạm thời, muội mở lòng nghĩ thoáng ra là được. Nói xong, hắn ta còn đặt tay cô lên ngực hắn, giả vờ thâm tình nói, tim của ta đều ở đây muội hết. Cô cười lạnh một tiếng, buông tay hắn ra. Cô cũng từng tin hắn đối với cô là thấy lòng, vì vậy đối với hắn hết lòng hết dạ, vì hắn đưa ra kế hoạch, thậm chí không tiếc bán lương tâm của bản thân, kết quả lại bị hiện thực tàn nhẫn tát vào mặt. Cô nếu như tin vào lời của hắn nữa, vậy cô thật sự là không cứu được nữa. Nhìn cô từ đầu đến cuối thờ ơ không nghe lời khuyên, Tiêu Trạm lập tức mất kiên nhẫn, hắn ta mắng cô, ta đã bảo đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Kế hoạch tạm thời, tai muội điếc rồi phải không? Nếu như thân phận muội cao quý, ta hà tất gì phải cưới cô ta? Hắn ta tức giận, cuối cùng giả vờ trong được nữa, sự khinh thường đối với cô trong khóe mắt và giữa lông mày của hắn. Muốn trách thì trách thân phận muội thấp hèn, không xứng làm vợ chính, thân phận thấp hèn, không xứng làm vợ. Cô lẩm bẩm theo lời nói của hắn ta, không nhịn được bật cười, tại sao ngươi không nói với ta rằng ta có địa vị thấp khi ngươi ngỏ lời muốn cưới cô? Tại sao ngươi không nói rằng ta có địa vị thấp khi ngươi nhờ ta bày mưu tính kế? Bây giờ hắn việc lớn đã thành rồi, muốn qua cầu rút ván nhưng sợ có người chỉ trỏ sau lưng, vậy nên đổ lỗi tất cả cho thân phận của cô. Cô nuốt xuống lời nguyền gần như sắp phát ra khỏi miệng mình, giọng nói trầm tĩnh như mặt nước tĩnh lặng. Đúng, cô chính là xuất thân thấp hèn, không sánh được với thái tử phi xuất thân cao quý của điện hạ. Hỗ trợ cho người tất cả, nếu như vậy thì chúng ta hãy hòa ly đi. Muội nói cái gì? Tiêu Trạm mang ý tức giận đột nhiên cất giọng, cô lại nhạt nói lại một lần nữa, ta nói, ta muốn hòa ly với ngươi. Hòa ly? Ý thức được cô không phải đang đùa, Tiêu Trạm nghiêng người nhìn cô, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười mỉa mai. Hòa ly? Muội có thể đi đâu? Muội nghĩ rằng muội vẫn là nhị tiểu thư chưa lấy chồng sao? Tỉnh lại đi, muội chỉ là đóa hoa tàn đã từng sinh con, trên thế giới này trừ ta ra, nam nhân nào còn muốn muội chứ? Hắn ta dường như nhớ ra một người, nụ cười đột nhiên trở nên đề tiện hơn. Muội không phải vẫn còn nhớ nhung đến Thanh Mai Trúc Mã Tiêu Thanh Yến kia của muội chứ? Muội đừng quên, lúc đầu hắn ta chính là bị muội tính toán mới, bị điều đến nơi Nhạn Bắc lạnh lẽo đó. Hắn ta hận muốn giết muội còn không kịp, làm sao có thể cưới một người vợ đã bị bỏ rơi như muội? Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo và nhẹ nhõm của hắn, cô không thể không siết chặt nắm tay của mình. Hắn ta vẫn nhớ rằng Tiêu Thanh Yến đã bị đày ải vì bị cô tính kế, nhưng tại sao hắn lại không nhớ lúc đầu là ai quỳ gối trước mặt cô cầu xin cô đứng về phía hắn? Tại sao hắn không nhớ được làm sao hắn đạt được vị trí thái tử này như thế nào? Không có người địa vị thấp hèn như cô, lấy đâu ra vị thái tử gia cao quý như hắn? Có lẽ hắn cũng nhận ra điều này. Không đợi cô lên tiếng, hắn ta dịu giọng lại và dỗ dành cô lần nữa, chỉ cần muội ngoan ngoãn, ta bảo đảm sẽ cho muội hưởng những thứ tôn vinh gần giống như thái tử phi. Cho dù tương lai ta có lên ngôi, muội cũng sẽ là hoàng quý phi độc nhất vô nhị ở trong hậu cung. Vinh hoa phú quý như vậy, không phải chính phi sao có thể như thế chứ? Lời này của hắn ta giống như xem cô thành con chó, cảm thấy chỉ cần có xương là có thể vẫy đuôi với hắn ta. Cô không muốn chịu đựng sự vô sỉ của hắn ta nữa. Đột nhiên cô đưa tay lên nắm chặt áo hắn, đừng nghĩ rằng ai cũng bẩn thỉu như ngươi, hành sự chỉ dựa vào quyền thế địa vị. Phương Ninh ta muốn không bao giờ là cái hư danh thái tử phi này, không phải là những thứ vinh hoa phú quý mà ngươi nói đến, ta muốn đều là sự thật lòng. Nhưng ngươi có không, ngươi rõ ràng biết ta từ nhỏ đến lớn hận nhất là cái gì? Ngươi rõ ràng biết là Phương Tích Chi và mẹ cô ta đã hành hạ như thế nào, nhưng ngươi lại một tiếng cũng không nói giấu giếm ta đi cưới cô ta. Suy cho cùng ngươi chưa bao giờ xem ta ra gì, cảm thấy rằng ta xuất thân thấp hèn lại chỉ sinh con gái cho ngươi, cả đời này chỉ định là không rời khỏi được ngươi, vì vậy không cần nói với ta. Tiêu Trạm, đạo đức giả của ngươi làm ta phát tẩm. Phương Ninh, Tiêu Trạm tức giận đến mức môi run run sau khi bị lộ ra, tàn nhẫn đẩy cô ngã xuống đất. Hỗn láo, ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Cô không sợ chút nào, ngược lại cười mỉa mai hơn nữa. Thái tử điện hạ, là bị ta nói trúng, ngại ngùng thành nổi giận rồi sao? Ta ra ngoài giải thích với mọi người, nói không phải lỗi của ngài, là do thân phận của ta thấp hèn, trời sinh nên bị làm vợ lẽ. Phương Ninh, ngươi tìm cái chết sao? Tiêu Trạm ôm cổ cô mắt đỏ hoe, cảm giác ngột ngạt chợt ập tràn ngập đến, nhưng ngay cả trong tình thế như thế, trong lòng cô vẫn không hề sợ hãi. Cô biết hắn sẽ không giết cô thật, suy cho cùng việc hạ vợ làm thiếp là trái với đạo đức con người. Nếu hắn ta ép chết người vợ đầu tiên là tôi, rằng việc chặn miệng mọi người sẽ khó khăn hơn. Quả nhiên, thấy cô buông thả hai tay, ngước mắt nhìn lên, trong mắt Tiêu Trạm chợt lóe lên vẻ hoảng sợ, vội vàng thả tay ra, nhưng lại không cam tâm giận dữ nói, vốn dĩ ta còn thương xót ngươi vừa sinh xong, nghĩ đến việc cho ngươi miễn việc mỗi ngày thỉnh an, bây giờ nhìn lại, ngươi nên đi để thái tử phi chỉ dạy lại, để dạy cho ngươi biết quy tắc là gì. Nói xong, hắn có động thái muốn rời đi, khóe mắt lại không chết tâm dán trên người cô, đợi cô xuống nước cầu xin hắn ta, nhưng cô đến chết cũng không sợ, sao lại có thể để ý những thủ đoạn nhỏ của hắn ta.
Cô nhịn cơn đau, nghiêng người về phía hắn ta. Dân nữ tuyệt đối tuân theo ý muốn của thái tử điện hạ, mỗi ngày đến nghe lời chỉ dạy của thái tử phi. Nghe xong, Tiêu Trạm nổi giận. Dân nữ Phương Ninh, chúng ta vẫn chưa có hòa ly, ngươi vẫn là người cũng đông cung. Phương Ninh, ta xem ngươi còn có thể cứng miệng đến lúc nào. Hắn ta tức giận đạp cửa rời đi. Gió mùa đông buốt giá thổi tuyết vào nhà, trời lạnh đến nỗi cô rùng mình. Vương phi, Tiêu Trạm vừa đi, tỷ nữ Hồng Nhân vội vã chạy tới đỡ cô dậy. Cô vỗ vào tay của cô ấy, cười nhẹ nhắc nhở, Hồng Nhân, từ lâu đã không có Vương phi nữa rồi, sau này gọi ta là tiểu thư. Tiểu thư, Hồng Nhân nghe cô nói như vậy, nhưng giọt nước mắt đau lòng rơi xuống. Người luôn là người nắm bắt thời cơ, sao lại phải khổ sở làm loạn như này, đây không phải là lãng phí mất của sự áy náy thương xót. Trong lòng thái tử điện hạ đối với người, cô bình tĩnh ngồi xuống ghế và nói, ta biết điều, ta vì muốn đạt được thứ mà ta muốn, nhưng bây giờ tim của hắn ta đã không chứa nổi ta nữa rồi. Ta hà tất gì phải ngậm đắng nuốt cay, chịu ứng chán ghét để tiếp tục giả vờ là một vợ chồng với hắn, để hắn ta tận hưởng mọi phước lành của mọi người. Vốn dĩ ta muốn hòa ly với hắn xong hai người không còn liên quan nữa thì thôi, nhưng hắn ta thực sự ép người quá đáng rồi. Nếu như đã vậy, cô nhếch mép lên, trong đầu đã có sẵn kế hoạch, lão nương hành chết hắn. Trên đường đi gặp Phương Tích Chi, cô đi bộ trong một canh giờ, gió và tuyết đang hoành hành trên đường, từng bước đi khó khăn. Nhìn thấy cô lạnh đến nỗi xanh tái mặt, Hồng Ngân hai mắt đỏ hoe, đau lòng nói, thái tử điện hạ cũng quá là nhẫn tâm rồi, người vừa mới sinh con xong, ngoài kia trời lại lạnh buốt, ngài ấy lại không cho phép ngồi kiệu để đi. Cô tự cười chính mình, không phải hắn ta quá độc ác, là ta đã không có giá trị lợi dụng nữa rồi. Không biết qua bao lâu, đông cung hoành tráng tráng lệ cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt. Qua cánh cửa sơn đỏ, trong nhà luôn có tiếng cười vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với cô người đang run rẩy vì lạnh bên ngoài. Đột nhiên, cô có chút hơi kỳ lạ, dường như lại quay lại lúc trước, lại trở thành con vợ lẽ nhỏ bé đó, quỳ trên mặt tuyết dày, qua cánh cửa mỏng manh đó, qua khung cửa sổ nhỏ đó, nhìn trộm vào nhà Phương Tích Chi đang hạnh phúc hòa thuận, như chó hoang ăn xin, liền cầu nguyện có sự ấm áp và hạnh phúc như vậy. Có thể có một chút hạnh phúc rơi vào trên người cô, cho dù đó có là giả tình giả nghĩa, để cô có thể sống sót qua mùa đông này, nhưng cho đến lúc gió ngừng, tuyết tan rồi, cô cũng chưa từng đợi được, ai lại đi lãng phí tâm tư cho một người như cô. Dù sao, từ lúc sinh ra, khiêm tốn đã trở thành dấu ấn tự nhiên của cô, mẹ ruột của cô là thậm chí không được coi là kẻ thứ ba. Đến cả tên của cô, đều là vì phu thân đại nhân ghét bỏ cô khóc không ngừng mới đặt. Phương Ninh, lúc nào yên tĩnh, chỉ là muốn cô ngừng khóc, im miệng không khóc, để đôi tai cao quý của ông ấy có thể được thanh tĩnh. Mà những điều này, đều là Phương Tích Chi nói với cô, lúc đó, cô đã nổi bật giữa đám chị em ở sân sau, từng trở thành người con gái đáng kính và đáng tự hào nhất của cha mình. Điều này đương nhiên làm cho Phương Tích Chi không hài lòng. Nhưng cô ta đấu không lại cô về mọi mặt, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng danh tính mà cô ta tự hào nhất để hạ nhục và coi thường cô. Cố dẫm cô xuống hố bùn, mẹ cô ta thậm chí còn cố chấp hơn cô ta, cùng anh chị em có xuất thân giống như cô, thỉnh thoảng lại vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Cô biết, nếu như không giành được sự tôn trọng của phụ thân đại nhân, thứ cô đợi chỉ có cái chết. Vì vậy, cô luôn cạnh tranh về mọi mặt. Phương Tích Chi giỏi thì cô phải giỏi hơn cô ta, chỉ có như vậy trong mắt cha cô mới có cô. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ là đứa con gái tốt nhất của cha cô, cuối cùng cô đã tìm được một nơi để ổn định cuộc sống trong nhà. Một cuộc hôn nhân dễ dàng đưa cô trở về hiện thực. Đó cũng là một ngày tuyết rơi, cô vui vẻ đến gặp phụ nhân với sách lược cô vừa viết. Còn chưa mở cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của đích mẫu. Lão gia, Chi Nhi bị Triều Ngư quen rồi, tính khí cũng cao, kêu nó làm chắc phi của Tấn Vương Tiêu Thanh Yến. Chi Nhi sao có thế chịu được chứ? Còn có vị Tố Vương Tiêu Trạm kia, ngài ấy ngược lại muốn cưới chính phi, nhưng mẫu thân ngài ấy xuất thân thấp hèn, lại không được sự yêu thích của hoàng đế. Chi Nhi gả cho ngài ấy, còn không phải là cùng ngài ấy chịu khó khăn và tủi nhục sao? Phụ thân mất kiên nhẫn nói, bà vội cái gì chứ? Ai nói Chi Nhi phải gả cho bọn họ? Bọn họ chỉ nói cầu thân với con gái Phương gia, nhưng có nói là ai đâu? Mắt đại phu nhân sáng lên, ý của ông là, cha cô lạnh nhạt thốt ra một tiếng. Phương Ninh, để nó đi, nó chỉ là con vợ lẽ, nghiệp chủng của con điếm sinh ra, có thể gả cho hoàng tử đã là phúc phần tám đời tu được. Bảo nó cưới Tiêu Trạm làm chính thất, không thì bảo nó gả cho Tiêu Thanh Yến. Cha cô nhìn đại phu nhân như con ngốc. Tiêu Thanh Yến là hoàng tử có triển vọng kế thừa ngai vàng nhất, nha đầu Phương Ninh đó là người mưu mô nhất, nếu như Tiêu Thanh Yến lên ngôi, Chi Nhi của chúng ta đừng nói đến làm phi làm hậu, sợ là đến cả cổng hoàng cung cũng đừng nghĩ vào được. Lão gia, ta biết là ông thương yêu Chi Nhi mà. Cha cô khịt mũi nói, Chi Nhi mới là đích nữ, ta đương nhiên phải nâng trong vòng tay, dù liều mạng của lão già này vẫn phải đưa nó lên vị trí hoàng hậu. Trong phòng bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện. Ngoài cửa, ngón tay cô bị kẹt vào tường, để lại vết máu. Từ lúc đó trở đi cô đã nhìn thấu rồi, không có ai sẽ để ý cô sẽ vì cô mà suy nghĩ. Những thứ cô muốn có được đều phải dựa vào thủ đoạn tâm cơ của bản thân đến tranh giành. Bây giờ cũng giống như vậy, cô chỉ muốn nhảy ra khỏi bức tường cung điện cao này càng sớm càng tốt. Cọt kẹt, tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, ánh mắt dán chặt vào cô, là tỷ nữ Tùng La của Phương Tích Chi. Cô ta ngẩng cằm lên, lời nói đều là cố ý, nô tỳ còn tưởng hôm nay nhị tiểu thư sẽ không đến. Cô cười, thái tử điện hạ một lòng tâm ý, dân nữ sao có thể phụ lòng. Tùng La cau mày, giọng nói càng cao hơn, vậy sao ngươi không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Làm sao, làm quý nhân lâu như vậy rồi, chỉ biết hưởng thụ thú vui không nghĩ đến dùng khí chất cao sang che đậy. Xuất thân thấp hèn của ngươi, sắc mặt cô vẫn không thay đổi,
Tùng La cô nương nếu đã biết muộn rồi, vẫn ở đây cùng ta đấu võ mồm sao? Chẳng lẽ ngươi đang cố ý để chủ nhân của mình phải đợi lâu hơn sao? Có vẻ như hôm nay Tùng La cô nương không muốn gọi bọn ta vào trong làm ô uế nơi ở của Thái tử phi rồi. Nếu như vậy, Hồng Ngân, chúng ta vẫn nên quay về thôi. Tùng La đột nhiên trở nên tức giận, cô mỉm cười và nhìn cô ta. Chỉ là có một điều, nếu như Thái tử điện hạ có trách hỏi, những việc hôm nay ta phải thành thật báo cáo. Cô ra vẻ muốn rời đi. Đợi đã, Tùng La gọi cô dừng lại. Tùng La cô nương còn có việc gì sao? Có, đôi mắt cô ta chứa đầy hận thù, ngữ khí lại không thể không tôn kính mấy phần. Thái tử phi đã chờ đợi rất lâu, không bằng mời nhị tiểu thư vào cung nói chuyện. Cô nhướng mày, vậy phiền Tùng La cô nương dẫn đường rồi. Nghe xong, Tùng La giống như phải chịu đựng ủy khuất to lớn, cắn răng không cam tâm. Tất nhiên, mời nhị tiểu thư, thực ra cô quen thuộc với Trường Lạc Điện của Phương Tích Chi hơn bất kỳ ai khác. Lúc Tiêu Trạm lần đầu vào Đông Cung, cô từng đến đây vô số lần, mỗi viên gạch, mỗi ô đều được cô phác thảo qua, tưởng tượng gia đình ba người hạnh phúc. Chỉ là, kiếp này cuối cùng cũng chỉ có thể là tưởng tượng thôi. Ngẩng đầu buồn bã, ở đâu xa, liền nhìn thấy Phương Tích Chi đang ngồi trong phòng khách. Chói mắt dễ thấy, nhưng khuôn mặt đó vô cùng buồn tẻ, một màu sắc ấm áp và hoành tráng như thế, từ trước đến nay không phải cô ta có thể kiềm chế được. Nếu như nhất quyết muốn đi con đường riêng của mình, chỉ sẽ phản tác dụng. Cô cười lạnh một tiếng, chạm vào chiếc kẹp tóc phượng hoàng được bệ hạ tặng trong tấn biên đại hôn. Hơi khom người cúi xuống, dân nữ thỉnh an Thái tử phi. Phương Tích Chi vốn dĩ đang đắc ý cười, lúc nhìn thấy kẹp tóc tấn biên lại ngơ người một lúc. Cô ta liếc nhìn Tùng La, Tùng La hiểu được dụng ý, giơ tay muốn tát cô. Hỗn xược, ngươi chỉ là thê thiếp, cũng xứng kẹp tóc của chính phi, còn không mau lấy xuống. Cô giữ tay chắc tay cô ta, mỉm cười nói, lời nói của Tùng La cô nương có vẻ không đúng nhỉ. Sau khi Thái tử điện hạ làm chủ Đông Cung, chưa từng cho ta một danh phận, vì vậy bây giờ ta vừa không phải chính phi, càng không phải thiếp, muội muội vẫn hùng biện như xưa. Phương Tích Chi quay lại nhìn cô, nụ cười trên gương mặt cô ta thật dịu dàng dễ gần, cứ như thể cô và cô ta là tỉ muội thân thiết nhất vậy. Chỉ là có tác dụng gì chứ? Ánh mắt cô ta đầy khinh thường, cẩn thận vuốt ve hỉ phục trong ngày đại hôn của cô ta. Mãi cho đến khi những nếp nhăn cuối cùng được làm phẳng đi, cô ta mới bình tĩnh ngẩng đầu lên. Mỗi người đều có số phận của riêng mình, là của ta, cuối cùng chỉ có thể là của ta. Cô nhìn cằm cô ta từ từ hất cao lên, nhất thời lại giống với Tiêu Trạm đến bất ngờ, trong lòng không thể thầm cười, hai người họ thực sự là cùng một loại hàng, thật là xứng đôi. Thái tử phi nói chí phải, người sinh ra tôn quý nên là mẫu nghi thiên hạ, ngự trị trung cung, chỉ là không biết người tôn quý như người cướp đi danh phận mà người thấp hèn như ta nên có. Dùng lại nam nhân mà ta đã dùng qua, thật là không cảm thấy ghê tởm sao? Nói xong, cô mở mắt to nhìn cô ta với ánh mắt quan tâm. Phương Ninh, tiểu tiện tì nhà ngươi, bớt đắc ý đi. Phương Tích Chi ngồi không vững nữa, cầm tách trà trong tay lên và ném nó xuống vào cô, nói năng thật thô lỗ. Có vẻ như Thái tử điện hạ nói đúng, ta nên quản giáo ngươi tử tế. Cô cười lạnh đáp, quản giáo ta? Dựa vào ngươi, ngươi không phải là quên rồi chứ, ta vừa sinh ra trưởng nữ cho Thái tử điện hạ, là công thần của Đông Cung, thậm chí là cả hoàng thất, ngươi có thể quản giáo ta không? Xứng đáng quản giáo không? Ngực của Phương Tích Chi thở phập phồng dữ dội vì tức giận, bám chặt vào ghế để đứng vững. Ta hôm nay ngược lại phải xem ta với tư cách là Thái tử phi có thể quản giáo ngươi hay không. Kéo cô ta vào trung điện, gọi tất cả những người trong cung điện đi ngang qua để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không nghe lời ta. Tôi nhìn dáng vẻ mê muội của cô ta, mờ nhạt nở nụ cười chân thành đầu tiên trong những ngày này. Dân nữ cảm ơn lời dạy của Thái tử phi, cô thật sự chân thành cảm ơn cô ta, mỗi lời nói đều xuất phát từ tâm can. Dù sao không có cô ta, ngươi bị Tiêu Trạm đề phòng như cô, lấy đâu ra cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chưa kể thuận lợi hoàn thành kế hoạch của mình, đưa cô ta và Tiêu Trạm xuống địa ngục, còn ngẩn ra đó làm gì, còn không kéo cô ta cho ta. Sau lời mắng mỏ gay gắt của Phương Tích Chi, người trong cung vội vã chạy tới, dùng cả tay kéo ta đến trung điện. Tiểu thư, Hồng Ngân người đang quỳ trên tuyết nhẹ nhàng gọi cô, Tấn Vương điện hạ thật sẽ đến sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, sẽ đến, hôm nay là nghị triều lớn, như thường lệ, sau khi từ giã triều đình, các hoàng tử sẽ về Đông Cung để thể hiện sự hòa hợp giữa huynh đệ. Nhưng người năm đó dù sao ông Ngân im lặng, trong mắt lại giấu không nổi sự lo lắng. Cô vỗ nhẹ vào tay cô ấy, an ủi rằng, chính vì ta như vậy, chỉ khi đó ngài ấy mới liên minh với ta, một nữ nhân từng tính kế chống lại ngài ấy, bây giờ quay lại và cầu xin ngài ấy, quyết tâm giúp đỡ ngài ấy rửa sạch tội danh, cho dù là để làm bẽ mặt ta trong tương lai, ngài ấy sẽ không từ chối ta, nhưng nếu ngài ấy lên ngôi, sợ người cũng sẽ không thể sống sót. Mắt cô tối sầm lại, Tiêu Trạm với vẻ mặt lộ rõ sự điên cuồng, chỉ cần có thể lôi Tiêu Trạm xuống, chết có gì phải sợ. Đang nói chuyện, tiếng bước chân đều đặn không gấp cũng không chậm, từ xa đến gần, dần dần rơi vào bên tai cô. Nhị tiểu thư, cô quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào quen thuộc mà xa lạ đó. Tiêu Thanh Yến khoanh tay dựa vào gốc cây, vẫn là dáng vẻ bỡn cợt vô lại như trước. Phương nhị tiểu thư, đã lâu không gặp,